Ok, chào các bạn. Tekla 2024 thì có một chút thay đổi ở cái phần hiển thị hệ tọa độ của Tekla. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể chuyển đổi về cái hệ tọa độ cũ bằng một cách chỉnh setting trong phần mềm Tekla. Ok, xin mời các bạn theo dõi. Ở đây chúng ta có hệ tọa độ mới trên Tekla 2024. Chúng ta thấy rằng cái biểu tượng hệ tọa độ nó đã thay đổi. Chúng ta có thể kích vào các cái hướng của các trục để chúng ta có thể xoay đổi các view nhìn thì nó khá là dễ dàng và nhanh chóng. Đấy, để chúng ta đổi hướng. Đó. Chúng ta có thể chọn theo hướng bất kỳ và sau đó các bạn có thể chọn sự control xoay về. Thì đây là các bạn có một sự thay đổi mới ở Tekla 2024. Nếu các bạn không thích cái biểu tượng tọa độ này thì các bạn có thể vào phần setting. Các bạn tích vào nút Use Legacy Renderings. Các bạn tích vào Use Legacy Rendering. Sau đó chúng ta sẽ kích vào Save Model. Và chúng ta sẽ mở lại mô hình để chúng ta cập nhật cái thay đổi này. Chúng ta sẽ mở cái mô hình lại. Các bạn có thể dùng một cái component, một cái macro trong đây. Các bạn có thể dùng một cái từ khóa Curious. Reopen Curious Model. Đó, sau khi mình đã save rồi, kích vào đây thì các bạn lưu lại. À, thì các bạn mở lại mô hình. Đây, sau khi chúng ta mở lại mô hình thì chúng ta đã thấy rằng cái biểu tượng của hệ tọa độ nó đã được thay đổi về cái biểu tượng cũ, thì các bạn phải đổi về cái compact cũ. Đó chính là cái cách chúng ta đổi cái biểu tượng hệ tọa độ của Tekla 2024. Ok, xin chào các bạn.